Thành. Bóng lên. Duy Hoàng. Không được. Một pha phối hợp khá ní thế nhưng đường truyền của Xuân Tuấn chỉ cho Duy Hoàng, bóng không được đẹp cho nên anh không biết tận dụng được. Đầu lên. Ok. Rất nhiều cầu thủ nữ đã có mặt, đi theo là vợ con và người yêu của các cầu thủ, trong đó có Xuân Tuấn. Anh dẫn đi rất nhiều em. Từ sau 45 suốt 75. Bây giờ Xuân Hiệp đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội Real Tobama và FC Tivat. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây là chương trình quảng cáo. Ta-da-da-da-da. Rocket và Rocket 1 giờ. Thêm một chút pin cho Real Tobama. Đình Tùng. Trên số 1 nhé, tỉnh quay. Quay luôn. Quý Dương, Đình Kinh đưa bóng vào cho Duy Hoàng, Văn Trang, Tùng Hoa. Quay nhanh lên em. Đấy, quay luôn. Quý Dương, Đình Kinh đưa bóng vào cho Duy Hoàng, Văn Trang, Tùng Hoa. Quay luôn. Quý Dương, Đình Kinh đưa bóng vào cho Duy Hoàng, Văn Trang, Tùng Hoa. Tinh thần của các cầu thủ Real tỏ ra quá sung mãn. Đình Tùng, Văn Trang, Quý Dương xuống nào. Quý Dương, Văn Trang đưa bóng vào, một bóng vào rất tốt. Thế nhưng đáp vào đó là nguy hiểm. Rồi bạn đã có một bàn thắng. Và người vừa ghi bàn vừa rồi là Quý Dương. Nguy hiểm. Vâng, lần này là chúng bên phía FC Tivat đã ghi bàn thắng thứ hai. Quay về kia, họ hét lên. Và phối hợp khá đẹp, thế nhưng bóng đi chếch về phía xà ngang. Hai đội Real Tobama và FC Tivat của các cầu thủ đã bị xuống sức. Một pha sút ăn mặt với bạn khá đẹp của Xuân Huy. Xuân Huy vào. Một pha gắp bóng ngẫu hứng của Xuân Huy. Anh đã nhe răng nở một nụ cười. Có một cầu thủ điểm trai sở hữu rất nhiều lượt bàn. Sau mỗi lần anh ghi bàn là những tiếng hò reo của các cô gái bên ngoài khán đài. Ông vẫn đồng chân qua đi. Lập Trang thưa bóng xa. Không được. Có bao nhiêu điểm rồi em ạ. Nhớ không quay được. Quay được. Oh,
trọng tài. Ok, ok em ơi. Đơn giản lên. Ok. Tiếp tục đi, chưa còi cứ đá đi, anh em. À đó, em để ngoài kia anh. Bên kia, áo xanh điên. Không phải đá điên à? Phải đá điên à? Không phải đâu, phải đá điên. Chơi điên à? Chơi điên à? Không phải đá điên à? Nhé.